Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang Khánh Hòa đã khởi tố 10 đối tượng gian biển cộng cán do Nguyễn Hoàng Khánh Khánh Kê, 1976, trú 60 bờ, phường Phương Xài, Nha Trang, Khánh Hòa, cầm đầu. Nhóm Khánh Kê bị khởi tố về hàng loạt tội danh, mua bán, sử dụng phi pháp chất ma túy, trộm cắp, tiêu thụ xe máy, mua bán, tàn trữ vũ trang quân dụng và khí cụ cung cấp phi pháp. Quá trình điều tra trấn áp nhóm Khánh Kê, cơ quan điều tra thu giữ 12 khẩu súng các loại cùng nhiều loại đạn khác nhau, 19 xe máy các loại, 8 biển kiểm soát xe máy cùng nhiều khí cụ cung cấp để phá khóa xe máy, tráo đổi phụ tùng, hơn 100 vũ trang thô sơ, khí cụ cung cấp các loại. Trước đó, chiều 26 tháng 3, Công an thành phố Nha Trang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra một căn nhà tại phường Ngọc Hiệp, nơi được cho là tụ điểm tập kết xe gian sau khi đánh cắp mà nhóm Khánh Kê thực hiện. Tang vật vụ án. Phát hiện cảnh sát bao vây, Khánh nổ hai phát đạn về phía công an, nhưng không trúng. Việc dây cầm Khánh Kê diễn ra hết sức cam go, vì đối tượng này liên tục chỉ súng về phía cảnh sát.